Sư đoàn phòng không 375 thực hiện nhiệm vụ quản lý bầu trời miền Trung. Trong dịp Tết này thì cùng với việc đảm bảo đầy đủ vật chất tinh thần chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, sư đoàn cũng thực hiện nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức canh trực chặt chẽ cho các thành phần, các lực lượng trong toàn đơn vị. Trong sắc xuân đang về, kiếp chiến đấu của tiểu đoàn tên lửa 178, trung đoàn 282 đang tổ chức luyện tập xử lý các tình huống nâng cao. Năm nay, thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tiểu đoàn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, giáo dục động viên cho cán bộ chiến sĩ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, phổ biến kế hoạch chiến đấu của tiểu đoàn cho kiếp của mình. Bên cạnh đó, công tác tư tưởng là một nội dung rất quan trọng. Vì vậy, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Đối với lực lượng được ví như mắt thần quan sát bầu trời, trung đoàn radar 290 làm tốt công tác chăm lo cho đời sống bộ đội, đặc biệt là các trạm radar đóng quân xa, địa bàn khó khăn. Đơn vị duy trì nghiêm công tác canh trực, cắt cử phân công các ca kíp, đảm bảo quân số, máy móc, trang bị thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trạm radar 29 luôn xác định quyết tâm cao nhất trong dịp bảo vệ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Cán bộ chiến sĩ luôn xác định rõ quyết tâm. Cán bộ phân công canh trực cụ thể cho từng kíp ban, tổ chức canh trực, đảm bảo không bị sai sót lọt chậm trong quá trình trực ban chiến đấu quản lý bầu trời. Bên cạnh giải quyết phép cho những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn ở xa theo quy định, sư đoàn 375 luôn đảm bảo quân số cao nhất cho nhiệm vụ canh trực. Từ cơ quan đến các đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc trực ban, trực chỉ huy, trực thông tin các cấp, từ sở chỉ huy sư đoàn đến các phân đội, đặc biệt với các đơn vị trực ban sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi tổ chức tốt việc xây dựng các kế hoạch, phương án chiến đấu, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức xây dựng, phê chuẩn theo phân cấp, đồng thời ra soát, kiểm tra hiệu chỉnh vũ khí trang bị, xe máy cho sẵn sàng chiến đấu, tổ chức ra soát các phương án đóng quân canh phòng, hiệp đồng với các cơ quan đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân. Với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ, sư đoàn phòng không 375 quyết tâm thực hiện nghiêm công tác canh trực, xử trí tốt các tình huống trên không, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết.